anh giấu từ bấy lâu. Như việc anh thức dậy vào lúc sáng sớm, làm điệp tâm sáng nếu ta lấy nhau. Anh không lớn tiếng ở nơi đông người, anh không trông chờ vào chuyện hên xui. Anh không hứa là sẽ làm em vui, nhưng sẽ buồn cùng em khi em không cười. Không nói quá nhiều về chuyện lừa đôi, vì có hứa cũng chỉ là hứa thôi. Yêu em cả ngày hay chờ em tới tối, cái gì làm được thì anh mới nói. Anh không ba xạo cũng không bảo mày, không gây chú ý bằng cách bảo lay. Không xa ra xa vô thì cứ hẹn quốc, vì inbox chủ động là an toàn nhất. Và mỗi khi mà em giận dỗi, anh sẽ luôn là người nhận lỗi. Xin lỗi em, anh sai rồi. Xin lỗi em. Vậy làm sao mà em giận nổi? Và mỗi khi mà em giận dỗi, anh sẽ luôn là người nhận lỗi. Xin lỗi em, anh sai rồi. Vậy thì làm sao mà em giận nổi? Xin lỗi em thì quên anh đầy. Trước yêu ai thì yêu anh này. Quen chơi cho vui hay hay mà để rồi chia tay em thì không như vậy. Vì khi yêu ai là phải yêu hết mình. Nếu như em không yêu tình thì cùng chơi anh nha. Anh sẽ không yêu em suốt đời. Cuối cùng có thể một ngày nào đó anh sẽ nuốt lời mà ta. Vì anh là người sau. Vì anh là người sau. Vì anh là người sau. Nếu không thể lo cho em đâu. Vì anh là người sau. Vì anh đỉnh cao nhất Sài Gòn. Vì anh là người sau. Đâu có nói nhỏ xíu còn không anh thì già con. Hey, anh thì không có quỷ đen, nhưng mà lại có số tiết kiệm. Yêu người như anh em thử nghĩ xem. Cái gì cũng biết mà lại còn biết chuyện. Yêu em là cả kế hoạch, nhưng anh không phải là chủ mưu. Không khiến em khó thở như ở vụ hàng. Và nguyên tắc số 1 là không được vụ phu. Mà cái đó không chỉ là lý thuyết, còn tình hình thì chắc là hên xui. Tại vì anh là người xấu mà. Nhưng sau câu này thì em nên buồn. Vì yêu có thể chậm nhưng tuyệt đối không thể sai. Cho em biết chút bí mật nhưng em không được kể ai. Câu này là khẳng định nên em không cần phải cãi. Anh không thích ai nói nhiều nhưng lại thích nghe em lại nhạc baby. Và mỗi khi mà em giận dỗi, anh sẽ luôn là người nhận lỗi. Xin lỗi em, anh sai rồi. Vậy làm sao mà em giận nổi? Và mỗi khi mà em giận dỗi, anh sẽ luôn là người nhận lỗi. Xin lỗi em, anh sai rồi. Vậy thì làm sao mà em giận nổi? Xin lỗi em thì quên anh đầy. Chưa yêu ai thì yêu anh này. Quen chơi cho vui hay hay mà để rồi chia tay em thì không như vậy. Vì khi yêu ai là phải yêu hết mình. Nếu như em không biết tình vì cuộc chơi anh nha. Anh sẽ không nơi em suốt đời. Cuối cùng còn thêm một ngày nào đó anh sẽ nuốt lời mà ta. Vì anh là người sau. Vì anh là người sau đó baby. Vì anh là người sau. Nếu không thể lo cho em đâu. Vì anh là người sau. Vì anh đỉnh cao nhất Sài Gòn. Vì anh là người sau. Tôi cũng nói nhỏ xíu còn của anh thì dài con. Vậy thì làm sao mà em giận nổi? Xin lỗi em thì quên anh đầy.